Rồi, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với video của Mực In Minh Khuê. Hôm nay anh em chúng ta lại quay lại với lại con máy Epson LQ310. Con này bị tình trạng là khách hàng kêu là nó bị mờ, mặc dù mới thay đầu hồ kim. Đó, bây giờ anh em mình cùng xử lý nhá. Nhìn thử xem nào. Đây, người ta in index con này ấy, thì nhấn ba xét này và chúng ta bật lên là nó sẽ in. Đây nhé các bạn, mà trường hợp như thế này thì chúng ta phải xử lý thế nào? Trước hết chúng ta mở mặt ra, chúng ta quan sát xem là cái băng mực. Đầu tiên anh em kéo cái băng mực lên này. Đó, băng mực này còn mới ngon. Đó, tiếp tục đặt băng mực xuống. Rồi, tiếp đến là anh em để ý cho tôi cái cần gạt này nhé. Cái gạt này là nó đẩy cái khoảng cách giữa đầu đầu kim tùy vào cái trục cuộn giấy. Đó. Đây họ để nấc số 6 thì là khoảng cách nó sẽ xa, thì in nó sẽ bị mờ. Bây giờ tôi đẩy về vị trí số 0. Rồi, cùng thử nhé. Tắt đi. Rồi, đây nhá, anh em nhìn thấy trên cùng một tờ giấy này. Đó. Đây là trước khi chúng ta kiểm tra, đây là sau khi chúng ta kiểm tra và chúng ta đẩy cái con gạt này về vị trí 0, và in đã rất khác nhau, nét hơn. Trong quá trình mà các bạn sử dụng một cái máy LQ310 hoặc là cũng giống như máy in kim, mà nếu mà nó bị đầu kim thì anh em để ý đây giúp tôi này, chữ này, riêng cái phần chữ này thường thường nó sẽ có vết đứt là thứ nhất, thứ hai là những cái biểu tượng ở đây nó sẽ bị mờ, bị mất nét. Như con ở trên này thì chúng ta nhìn có thể là giống y chang như bị đầu kim, giống y chang như bị đầu kim đúng không? Đó. Nhưng mà đó là do khách hàng họ để cái gạt đầu kim này nó xa quá thì nó sẽ bị mờ. Vì vậy anh em hãy để nó sát tạo vị trí lớp 1. Đây tôi in cái test đầu kim. Xong rồi nha anh em, đây vạch tất cả đều rất ok, không có vấn đề gì. Đó, đây các bạn nhìn vạch rất đều. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để phân biệt giữa hỏng đầu kim và đầu kim không bị hỏng. Nếu các bạn cảm thấy video hay và giúp ích được cho các bạn trong quá trình sử dụng cũng như là sửa chữa thì các bạn có thể chia sẻ và đăng ký kênh
để ủng hộ cho Mừng In Minh Khuê chúng tôi có động lực để làm được thêm nhiều video hơn, cũng như là trong quá trình sử dụng hoặc sửa chữa. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn có thể là liên hệ với Mừng In Minh Khuê qua số điện thoại là 0916 878 180, hoặc số điện thoại của tôi là 0936 25 27 27. Ở đây thì Tháo là cũng đã có video là tôi hướng dẫn các bạn cách thay đầu kim này rồi. Ngoài ra có thêm một cái nữa là tôi muốn tiện tôi giới thiệu luôn với các bạn, đó là trong quá trình anh em sử dụng cái trục cao su này, thời gian nó sẽ bị cái thứ nhất là mực, bụi bặm và giấy nó dính ở trên. Thì cái này anh em có thể là lấy cái rẻ xanh xanh mà chúng ta hay dùng rửa bát đấy, chúng ta xông nước ẩm rồi chúng ta lau sạch đi. Đây là với các bác là sử dụng nhé. Thì còn các bạn kỹ thuật, các bạn có tay nghề, các bạn biết thì các bạn có thể tháo. Đây nó có hai cái khóa đây. Để tháo được hai cái khóa này thì các bác phải tháo bốn con ốc ở đây ra này. Đi xem rồi. Các bác phải tháo 1, 2, 3 và 4. Tháo cái con ốc ở đây thì các bác phải, đây là có cái đầu đây này, đây, các bác phải kéo nó ra nhấc lên được. Đây, tôi sẽ chỉ cho các bác cách làm luôn nhé, để cho nó dễ nhỉ. Đây, các bác kéo ra này, nhấc nhấc lên. Bên này cũng vậy. Đó. Đó. Đây nha các bác này. Cái cá này này là nó giữ vào cái sắt ở đây cho nên các bác phải kéo ra như này. Các bác bẫy ra. Đó. Khi bẫy ra được rồi thì các bác đây. Ốc đây. Đó, các bác tháo ra được rồi. Tháo hết bốn con ốc ra, các bác rút cái này ra. Đây là các bác sẽ nhấc ra được. Rồi, như vậy là sơ sơ vậy thôi nhỉ. Đấy, các bác thấy hay và giúp ích được cho các bác trong quá trình sử dụng cũng như là sửa chữa thì các bác ủng hộ em một like, một đăng ký và một share kênh. Còn cái này là để điều chỉnh cái kích thước của giấy. Đó, các bác ấy xuống, ấn xuống là khóa gắn lên là mở, thì các bác có thể là di chuyển được, khóa lại. Đó. Đây còn cái cá này, cái cá này các bác để ý đây là có hai cái mấu này, đây và đây, đây là có bánh răng này, thì các bác cho về về bánh răng cho em. Thế còn lắp băng mực thì sao? Băng mực đây là có cái ngàm này. Đó, đây là anh em nhìn. Có vẻ hơi tối đúng không? Đó, đây, cái ngàm đây. Đây. Anh em nhìn sẽ rõ hơn đúng không? Tôi bật cái đèn flash lên. Đó, đây. Bật cái đèn lên anh em nhìn rõ hơn nha. Đó, đây. Thế thì anh em lắp vào như nào? Đây, anh em cài vào. Sau khi anh em cài xuống này, anh em cầm vào hai cái cạnh đó, dìa bằng một kéo xuống, thế là xong. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh em thứ nhất là xử lý bị mờ, thứ hai là tôi đã hướng dẫn anh em cái cách để mà anh em có thể tháo ra
vệ sinh cái chục cuộn giấy được. Đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em cũng như là quý khách hàng đã xem video. Nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì xin một like và một share. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.